Kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin AgriBank đồng hành cùng nông dân. Chương trình phát thường xuyên vào tối thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai các gói tín dụng ưu đãi, trong đó có cả các gói vay ngoại tệ, từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, AgriBank triển khai gói tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vay ưu đãi với quy mô lên đến 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la Mỹ. Với chương trình này, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả có nhu cầu vay ngắn hạn dưới 12 tháng để bổ sung vốn lưu động nhằm triển khai các phương án sản xuất kinh doanh, hoặc doanh nghiệp cần vay vốn hỗ trợ hoạt động xuất khẩu sẽ được vay lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1,5% mỗi năm đối với khoản vay giải ngân bằng đồng Việt Nam và 1% mỗi năm đối với khoản vay bằng đô la Mỹ so với mức lãi suất hiện hành tùy theo từng kỳ hạn cho vay, hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp đề nghị vay vốn. Trước đó, AgriBank cũng chủ động hạ lãi suất huy động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3% mỗi năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với các khoản vay kinh doanh bất động sản. Thưa bà con, số liệu từ vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2022, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt hơn 500.000 tỷ đồng. Theo đa số ngân hàng, hành lang pháp lý thiếu rõ ràng là nguyên nhân khiến tín dụng xanh chưa thể chạy mạnh. Con số hơn 500.000 tỷ đồng chỉ tương đương với khoảng trên 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng gần 13% so với thời điểm cuối năm trước đó, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 2,359 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% dư nợ cho vay của nền kinh tế. AgriBank dành nguồn vốn lớn cho tín dụng xanh, song không thể giải ngân. Tại nhiều địa phương tìm mô hình nông nghiệp sạch, mô hình sản xuất hàng hóa thì rất dễ, song mô hình xanh thì rất khó, do phải đáp ứng nhiều tiêu chí chứng nhận. AgriBank đã ban hành một loạt văn bản về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Thưa bà con, tiên phong tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân đầu tư chương trình tín dụng xanh, giữa tháng 2 vừa qua, AgriBank đã ban hành một loạt văn bản về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Giữa tháng 2 vừa qua, AgriBank đã ban hành một loạt văn bản về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Cùng với AgriBank, BIDV cũng đã ban hành khung khoản vay bền vững. BIDV cũng là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tín dụng xanh, với tổng vốn cam kết cấp tín dụng xanh đến cuối năm 2022 đạt hơn 2,68 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng đã tham gia chương trình tín dụng xanh, song lượng giải ngân chưa nhiều. Theo các chuyên gia ngân hàng, sở dĩ các ngân hàng e ngại giải ngân tín dụng xanh, trong đó có năng lượng tái tạo, là do thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, rủi ro thị trường cao, trong khi nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn. Tín dụng xanh tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhất định trong thời gian gần đây, song theo các chuyên gia, dư nợ lĩnh vực này vẫn còn khiêm tốn so với tổng dư nợ toàn hệ thống, đồng thời vẫn chưa đạt yêu cầu về chuyển đổi xanh theo định hướng của chính phủ. Để thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả đối với lĩnh vực này, nhiều ngân hàng đã xây dựng khung khoản vay bền vững cũng như quy trình thẩm định tín dụng xanh. Theo các ngân hàng, để thúc đẩy tín dụng xanh cần có nền kinh tế xanh phát triển bền vững. Muốn vậy, phải có cơ chế song hành để thúc đẩy. Đơn cử công tác quy hoạch môi trường phải gắn với vùng trồng, thổ nhưỡng, phát thải của cả một vùng, tiếp đến là hướng dẫn sản xuất. Chỉ khi có cơ chế phối hợp tổng thể thì các dự án mới dễ đạt chứng nhận, dự án xanh và tín dụng xanh mới được thúc đẩy. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin AgriBank đồng hành cùng bà con nông dân tuần này. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và bà con nông dân. Xanh mênh mang của trời, nâu mỡ màu mẹ đất, dòng nước tưới diệu kỳ, đầy mầm xanh như ngọc, bàn tay người chăm sóc, rực sắc vàng bội thu. AgriBank mang phồn thịnh đến khách hàng.